thay vì những đoạn clip nấu các món ăn siêu to lớn tưởng dễ chơi gây sốt thời gian đầu như hoa quả dầm, trà sữa, cánh gà nướng, xúc xích rán, sữa chua nếp cẩm. Bà Tân đã tự ớt ra đe khả năng nấu nướng của mình lên bằng những món ăn phức tạp hơn như bánh bông lan trứng muối, kem que, gà không lối thoát, lẩu mắm. Và ở đoạn clip thực hiện món đuôi bò hầm siêu to lớn tưởng, bà Tân đã bị người xem không kết thúc lao vì cách nấu bất hợp lý và khác biệt là sự sinh ra của nhiều nhãn hàng khiến đoạn clip trở nên phản cảm. Cụ thể, trong clip này, bà Tân chia sẻ việc mình đã chuẩn bị rất nhiều đuôi bò và sau đó là một mâm các hộp sữa xếp thành nhiều tầng. Điểm khiến người xem khác biệt lưu tâm là số sữa kia được quay rõ rệt nét tên yêu mến hiệu và bà Tân còn chia sẻ, bà đã mua rất nhiều sữa ca. Đúng. Số sữa mà bà Tân giới thiệu để dùng trong món ăn có ghi rõ rệt là sữa trái cây. Bên cạnh đó, phần nhiều người nấu sẽ sử dụng sữa không đường để giữ nguyên vị cho món ăn. Việc nấu sữa trái cây hòa hợp với các gia vị nặng nề mùi như tỏi, bột, hạt tiêu các gia vị có trong món ăn này, khiến người ta không khỏi đáng kinh hoàng về hương vị của nó. Hay như ở clip nấu món cháo yến mạch, dù giới thiệu là món cháo yến siêu to lớn tưởng nhưng bà Tân lại sử dụng cháo ăn liền để chế biến. Người xem phàn nàn vì bà Tân quảng cáo bất chấp trong các clip nấu ăn của mình. Bà Tân dùng sữa trái cây để nấu món đuôi bò hầm. Trước những chỉ trích về loạt quảng cáo sinh ra bất chấp trong các clip, trả lời trên Vietnamnet, chị Xuân Thảo, quản lý của bà Tân Lốc cho biết, việc sinh ra quảng cáo trong các video là dễ hiểu bởi không chỉ bà Tân mà rất nhiều nghệ sĩ, YouTuber khác cũng cần quảng cáo để có thu nhập, có tiêu xài nối tiếp sản xuất. Tuy nhiên chúng tôi luôn cân nhắc chỉ lựa chọn các quảng cáo phù hợp với món ăn, nội dung video. Bà Tân dùng túi cháo ăn liền để nấu cháo yến. Cũng theo chia sẻ của chị Xuân Thảo trên Vietnamnet thì trong các video của bà Tân không sinh ra quá nhiều quảng cáo. Các item sinh ra trong clip chỉ là nguyên liệu để bà Tân chế biến món ăn nhưng lại bị người xem hiểu lầm là item quảng cáo. Ngày trước, chúng tôi cũng cố gắng xé nhãn mát trên các item nhưng có những item không thể làm được, chị Xuân Thảo cho hay. Tổng hợp